Từ ngày 25 tháng 8, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ, Hà Nội triển khai chương trình bếp ăn không đồng hỗ trợ ngày 2 bữa cơm cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đến hết ngày 6 tháng 9. Riêng trong ngày 25 tháng 8 thì chương trình đã chuẩn bị 800 suất cơm và ghi nhận thêm nhiều người đăng ký muốn được hỗ trợ thông qua chương trình. Trao đổi với phóng viên báo điện tử VOV, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ, Hà Nội cho biết, chương trình bếp ăn không đồng sẽ được triển khai trước mắt đến hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội là ngày 6 tháng 9, sau đó tùy tình hình thực tế để có kế hoạch dài hạn hơn. Quận Tây Hồ đã lên kế hoạch cụ thể về việc hỗ trợ người yếu thế đi vào thực chất. Theo đó, thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp là đầu mối triển khai, đảm bảo nguồn lực được tập trung phân bổ đúng đối tượng, đúng lúc, tránh việc người có thể nhận được hỗ trợ vài lần, trong khi có trường hợp mình chưa hỗ trợ tới. Quận Tây Hồ trực tiếp là ban chỉ đạo, sở chỉ huy quận đã chỉ đạo để tổ chức triển khai cái bếp ăn không đồng tại nhà văn hóa phường Nhật Tân để có thể hỗ trợ được nhiều hơn cho những người lao động gặp khó khăn trên địa bàn quận. Hiện tại là bếp ăn thì sẽ vận hành bắt đầu từ ngày 25 tháng 8. Một ngày thì sẽ cung cấp 800 suất ăn chia làm hai bữa, trưa và chiều, 20 giờ, 11 giờ và 16 giờ 30. Để hỗ trợ cho người gặp khó khăn mà không có khả năng để tự nấu nướng. Ngoài ra, chính quyền quận Tây Hồ đã làm việc với 2.295 chủ phòng trọ, yêu cầu giảm giá thuê, hỗ trợ người lao động trong thời gian chịu ảnh hưởng của dịch, với số tiền giảm được là 2,7 tỷ đồng. Hơn tháng nay rồi là 14 người là cứ không đi đâu được hết, chỉ có một mình anh đi ra ngoài thôi. Điều kiện rất khó khăn cho tổ thợ, về không được mà ở không được. Có được 3 lần rau và mỗi lần là được 7-8 cân gạo, là 3 lần gạo. Còn tiền điện là mình phải nộp, tiền nước, như là cũng phải còn tiền để ăn nữa. Nay có nhà nước và chính quyền là có suất cơm, đại diện tổ thợ là xin cảm ơn. Cũng thấy vui, phấn khởi, cũng anh em cũng nhận được phấn khởi ở lại. Chứ không ấy thì ăn uống nó giả héo héo cơ này, bữa ăn bữa nhịn là cũng khổ lắm. Nhà thì có con nhỏ nữa nên là gọi là còn chút ít tiền nào thì dành tiền mua sữa cho con. Còn người lớn thì có gì thì ăn đấy. Bây giờ trong thời gian mắc kẹt đây thì không về được thì coi như là gia đình thôi, bây giờ 8 người ăn cũng rất là, nói chung là hết sức tiết kiệm. Đây là không có nguồn thu nhập gì cả. Rất là vui vì là được các chính quyền địa phương quan tâm đến giúp đỡ cho gia đình chúng tôi. Tôi rất là cảm ơn chính quyền địa phương rồi các anh chị hỗ trợ, các nhà tài trợ. Tôi rất là biết ơn chính quyền địa phương. Mô hình bếp ăn không đồng mỗi ngày mang khoảng 800 suất ăn đến những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội đã giúp nhiều người yếu thế bớt gian nan trong mùa dịch.